Đây là cháu Hoàng Thành Xuân, năm nay đã 15 tuổi. Cả nhà cháu đã mất sạch, cha cháu cũng đã chết, người chị gái của cháu cũng đã qua đời. Để cháu bơ vơ một mình, người mẹ thì nhận tâm bỏ trốn sang Trung Quốc xây dựng hạnh phúc gia đình. Đến giờ đã bắt vô âm tín, đã gần chục năm nay, cháu sống biệt lập dưới cuối cùng của thôn Tà Trải thuộc xã Thăng Tín, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Một trong những hoàn cảnh thực tế hết sức là đáng thương. Tuấn Nung xin mến chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn tiếp tục quay trở lại và đồng hành kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang. Chúc cô, chú, anh chị và tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và an lành, cũng như là an lạc. Có rất là nhiều cô có cho Tuấn ý kiến là chúc mọi người là chúc an lành, tức là sự bình an của chúng ta đều được lành lặn, không bị sứt mẻ ốm đau gì, mọi thứ đều tốt lành cả. Đó là an lành. Còn đối với an lạc, tức là sự an nhiên, hỷ lạc, theo Phật thì chúng ta gọi an lạc cũng được, không có sao cả, đều là những sự bình an và sẽ đem lại những cái sự mà niềm vui cho tất cả mọi người. Đối với cái từ an lạc, còn theo Chúa, theo Đức Chúa Giêsu và những ai mà theo đạo Công giáo, rồi theo Chúa nói chung là hai chúc an lành cũng không sao cả. Thì theo ý kiến của Tuấn Nùng là như vậy. Nên là chúc an lành hay an lạc thì theo Tuấn Nùng nghĩ cũng đều được cả, không có ảnh hưởng gì. Miễn sao là chúng ta chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và an lành nhất, hỷ lạc nhất đối với lại chúng ta. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Nùng tranh thủ lên thăm hoàn cảnh của cháu Thành Xuân. Sáng nay thì trời mưa rất là lớn, gió rất là to, và ở một số tỉnh phía Bắc, cả tỉnh Hà Giang cũng gặp những trận cuồng phong rất lớn, nhiều nhà đã bay mất nóc, cũng như những trận mưa đá rất lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nhân dân. Và thời điểm này trời mưa xuống thì đồng ruộng ngô cũng như là đậu tương, những cái cây ngắn ngày trồng sau cái đợt dịp Tết này sẽ rất là tốt đối với bà con nhân dân. Sáng thì mưa rất là lớn các bạn ơi, và chiều nay thì Tuấn Nùng mới di chuyển lên xã Thăng Tín được. Và hiện tại Tuấn Nùng cũng đang có mặt ở những cái thửa ruộng đẹp nhất của xã Thăng Tín, nơi khi mùa lúa chín những thửa ruộng bậc thang sẽ rất là đẹp. Và đối với hoàn cảnh của cháu Thành Xuân thì Tuấn Nùng cũng đã chia sẻ tới quý cô chú anh chị và tất cả mọi người rồi. Một cậu bé chẳng còn cha còn mẹ, sống biệt lập một mình trong một ngôi nhà hoang tàn ở tận cuối cùng của thôn Tà Trải thuộc xã Thăng Tín, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Và đối với lại kênh YouTube của Tuấn Nùng cũng là những kênh đi chia sẻ hoàn cảnh thực tế nhất, và cũng được cấp lãnh đạo, các anh thuộc Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân cũng như là bên công an xã xuống xác minh hoàn cảnh của cháu rồi. Đó, cháu thì sống một mình, không còn cha, không còn mẹ, cuộc sống cũng khá là khổ cực. Và cháu Thành Xuân bây giờ cũng đã 15 tuổi, đã đủ cái tuổi có thể đi lao động, đi kiếm tiền. Hiện tại cháu ở nhà thì cháu cũng không biết làm gì để kiếm ăn cả. Chính vì vậy mà cháu cũng phải thoát ly đi để kiếm việc làm. Ở đây thì bà đang trồng cây tràm. Cái cây này là cây nhuộm vải đấy bà nhỉ? Này ở nhôm phẳng à nò? Đây, trời mưa xong cái là bà đã đi trồng những cái cây tràm. Cái cây này là cái cây để cho bà con cộng đồng dân tộc Nùng nhuộm vải các bạn ơi. Đó. Và các bạn có thể nhìn thấy trước mặt là những đám sương mù rất là đẹp, cực kỳ là tuyệt vời. Bên những thửa ruộng bậc thang với những bông hoa cứt lợn màu tím đang nở rộ, rất là đẹp luôn. Và hoàn cảnh của cháu Thành Xuân thì Tuấn Nùng đã chia sẻ, có lên thì không gặp cháu vì cháu đang thoát ly đi làm lao động, đi kiếm tiền. Ở nhà thì cháu không kiếm được cái công việc gì và không thể kiếm được cơm gạo, khi đói thì cũng không biết nương tựa vào ai. Và chiều nay thì Tuấn đến đây cũng biết được là thầy giáo Phong hiện tại đang có mặt ở trên này, và Tuấn cũng rất là muốn được trao đổi với lại thầy giáo Phong về vấn đề giúp cháu có một cái thổ đất hạ sơn xuống núi
ở gần khu đông dân cư, nếu cháu ở một mình có ốm đau bệnh tật thì sẽ có người bà con hàng xóm láng giềng người ta giúp đỡ được. Còn nếu mà cháu mà ở một mình biệt lập thì rất là khó và khổ cực khi mà không có sự giúp đỡ từ mọi người. Ví dụ như cái dịp cháu ăn phải cái nấm bị ngộ độc đó, nếu mà không có được ai biết đến mà cháu lại nằm một chỗ ở nhà thì có lẽ là khi mà cái thân xác của cháu phân hủy thì may ra mọi người mới biết được. Nó rất là nguy hiểm trong cái vấn đề đó. Do vậy Tuấn Hùng chia sẻ, chỉ mong sao có thể giúp đỡ được cháu có được cái thổ đất, xong sau đó là dựng một cái ngôi nhà nho nhỏ để cho cháu có một cái cuộc sống gần với bà con nhân dân hơn, có được sự giúp đỡ từ mọi người. Và điều thứ hai là giúp cho cháu có thể kinh doanh buôn bán một số cái sản phẩm hàng hóa tại địa phương đó. Và sau này thì cho cháu nếu mà còn đủ tuổi thì tiếp tục đi học nốt lớp 8, lớp 9, vì cháu mới học hết lớp 7 thôi. Do vậy cũng rất là khổ. Và đối với quỹ mua đất của cháu Thành Xuân thì trong các phần video trước Tuấn Nùng đã chia sẻ rồi. Có nhiều cô chú anh chị đồng hành với Tuấn Nùng là tập nào cũng phải mong sao Tuấn Nùng cứ tập nào cũng phải nói đi nói lại, công khai đi công khai về, thì nó rất là mất cái khoảng thời gian. Do vậy Tuấn Nùng vẫn chỉ nói rằng là đến thời điểm này là được 17 triệu 500 ngàn đồng. Và chị Duyên ở Thanh Hóa sẽ đồng hành hỗ trợ cho cháu thêm 5 triệu đồng. Tức là chị Duyên đã hứa cho, hỗ trợ cho cháu thì sẽ được khoảng 22 triệu 500 ngàn đồng. Đó là đối với cái quỹ mua đất của cháu Thành Xuân. Và cái phần thổ đất như Tuấn Hùng đã chia sẻ trong cái dịp trước, là cái con đường này bây giờ đã được đo đạc nha các bạn nhé. Tới này sẽ không phải là một cái con đường bé như vậy, vì tới này sẽ mở rộng cái cửa khẩu mốc 10 đó sang trấn Múng Tùng Trung Quốc, nối liền với lại xã Thàng Tín và huyện Hoàng Su Phi, sẽ là thúc đẩy cái kinh tế của địa phương cũng như là bên cửa khẩu bên 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 nước bạn. Chính vì vậy mà cái đường này tới này họ sẽ mở rộng ra làm cái đường hai chiều, hai làn xe đi. Do vậy mà cái phần đất hôm nọ Tuấn Nùng đến cũng cũng nằm trong cái diện quy hoạch. Nó người ta bán khoảng 75-80 triệu, nhưng nằm trong cái diện quy hoạch thì mai này cũng sẽ không thể nào sử dụng để giúp cháu xây nhà được, nên là sẽ nhờ thầy giáo Phong hỏi mua cái phần đất ở dưới xã. Cái phần mà có một tập Tuấn Hùng cũng cùng thầy giáo Phong đi hỏi rồi, chỗ đó nó chỉ 35 triệu thôi, nó ở một cái mom đồi nhưng mà giáp với lại nhà ngay khu dưới trung tâm xã cũng như là khu trạm y tế của xã. Cũng như là của trường cấp 3, thì cháu Xuân có thể ở đó để bán hàng cho học sinh đi học về, cũng như là sẽ ở gần những người dân sống ở đó hơn. Đó là cái mong muốn. Và bây giờ sương mù đang 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 từ dưới núi tỏa lên khắp cái khu vực Tuấn Nùng đang đứng đây. Bây giờ Tuấn sẽ mời các bạn Tuấn Nùng sẽ di chuyển về chỗ xã Thằng Tín. Ờ, phát này á. À, cây rau cần mà. Bà đang hỏi Tuấn là đây là cái cây rau gì. Tuấn sao? Ồ, đây là cái cây rau cần dại thôi các bạn này. Này không phải là rau cần nên ăn đâu. Bà đang nhặt để lấy cho lợn các bạn ạ. Cái này là rau cần dại. Rau cần dại thôi bà. Các phần chín á, cũng nên ăn. Ồ, bà bảo cũng nên ăn đấy. Lì phát vào giúp ăn chín hơn. Phát mặn mặn tịp bá về hơn. Ở đây là rau giáp cá rất là nhiều luôn. Đấy, bà mới trồng xong cái cây nhuộm vải là bà đã sang bên này để bà hái cây này để về cho lợn. Nhưng mà bà nói rằng là cây này là xào ăn rất ngon. Đó. Nhưng mà Tuấn Nùng thì chưa ăn cây này bao giờ cả. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, mọc rất nhiều và đang ra hoa giống y hệt cây rau cần, nhưng đây là rau cần dại thôi. Bà hái rau nhá, cháu đi vào trong xã. Xã Thằng Tín nào? Vâng, cháu đi vào xã Thằng Tín. Các bạn có thể nhìn thấy phong cảnh rất là tuyệt vời, sương mù đang lên bao phủ hết tất cả mọi khu vực, những thửa ruộng bậc thang màu tím của những bông hoa cứt lợn. Cái cây này thì gọi theo tiếng địa phương là cây hoa cứt lợn, chứ còn thực tế ra Tuấn cũng không biết là cây gì nếu mà gọi theo tên khoa học các bạn ạ. Thôi bây giờ thì Tuấn mời các bạn cùng Tuấn Nùng vào trong xã Thằng Tín, có lẽ là vào đấy thì sẽ gặp được thầy giáo Phong.
Tuấn Hùng đã đến trung tâm của xã Thằng Tín rồi các bạn ơi. Và ngay phía dưới này các bạn có thể nhìn thấy được, đây là khu trường học, trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc xã Thằng Tín. Đó, đây là khu trung tâm của xã. Và chỗ ngay phía trên cái kè này, những hàng cây lê và cây mận trên này là trung tâm của xã. Trung tâm xã Thằng Tín thì ở ngay đây. Và kia phía trên kia các bạn thấy chỗ ngà kia là cái chợ mới đấy. Đó, trên đó là chợ mới. Tuấn Hùng về đến đây là gặp thầy giáo Phong là đang ở đây rồi. Anh lên đây lâu chưa? Nay đi từ sáng rồi. Đi từ sáng rồi. Vâng. Bắt tay thầy giáo cái lâu quá không gặp. Vâng. Đây nhà anh cũng bán phở sáng à anh? Buổi sáng là cũng bán phở đấy nhỉ? Phở với bánh cuốn. Khu đây là khu trường cấp 3 nên là cấp 2 với tiểu học nên là ở đây bán hàng cũng rất là ok. Ở đây sáng nay cũng mưa ấy nhỉ? Anh. Ở đây là mấy hôm nay là có mưa đá không anh? Mưa đá đấy. Ô nếu mà có mưa đá thì năm nay là quả mận máu là không có quả. Đúng rồi, mưa đá là thường là nó sẽ rơi rụng hết quả. Vì bây giờ quả mận nó mới ra bằng cái đầu đũa thôi. Chiều nay thì đỡ hơn, trời có nắng các bạn ạ, hứng nắng lên. Và những cái giọt mưa còn sót lại trên cái xào phơi quần áo từ sáng các bạn. Những cơn mưa mà khiến cho những giọt nước vẫn còn đọng trên chiếc xào phơi quần áo của anh chị chủ nhà ở đây. Mưa đá ở đây to không anh? Mưa đá ở đây trên mình đây có to không? Bằng đầu ngón chân cái á? Thế là bình thường. Nó mà bằng cái cốc này thì chắc là châu bò cũng phải đi. Cái con gì ra ngoài là đập chết luôn. Thế là anh Phong là lên từ sáng này rồi à? Vâng, lên từ sáng rồi. Lên cũng đi lấy thuốc hay là đi làm công việc đi, gì? Đi chờ dân lấy thuốc về cho. À. Mà hát tuổi đi lao, hát tuổi tự nhiên mà tuổi chứ chú hờ, chắc chắn hát tuổi á. Tự nhiên mà đi một căn hát này, đi một căn hát này. Tự chắc sự tính. Ly thị anh ấy. Ly thị anh à? Gửi tiền cho con gái Ly thị anh. Ở đây các cháu đi học là phải có một tí tiền để các cháu ăn quà vặt các bạn ạ. Vì nhiều khi bạn bè này có, bạn kia không có là cũng khổ lắm. Nên là bà con cũng phải kiếm ít tiền cho các cháu ăn quà. Anh Phong, cái chỗ cháu Thành Xuân thì bây giờ cháu không có ở nhà đâu đúng không? Đúng rồi, cháu nó đi bảo là đi làm, thế là hôm nọ thì cháu nó xuống đến dưới nhà cũng hỏi vay ít tiền, thế là cũng đi vay hai lần, có một lần là vay 1 triệu, một lần thì vay 800, không biết là cháu nó có làm được ra tiền không thì không biết, nhưng mà cháu nó bảo là nhà cũng không có tiền và cũng phải đi làm thuê, thế cháu nó là đi làm thuê một thời gian để lấy được tiền mới lại quay về nhà. Vâng. Thế là từ thời gian đấy đến bây giờ thì cũng anh cũng biết lên đây hôm nay mới lại lên lấy thuốc. Hôm nay nếu mà em không điện trước thì anh cũng đi về rồi. Vâng. Em điện bảo là em lên đây thì anh mới lại ở đây chờ thôi. Vâng. Vì hôm nọ có một lần em gọi điện được cho cháu ấy, thì cháu bảo là cháu phải đi làm. Bây giờ ở nhà cháu không biết làm cái gì để kiếm ăn. Đó, thì cháu có điều khó nói lắm, thì không biết là ý của nó như thế nào. Chả biết là nó đi làm ở tận đâu, nhưng mà nhóc nó cũng bảo là thôi bây giờ chú mà lên chia sẻ hoàn cảnh giúp đỡ cháu ấy, thì cứ lên quay nhà cháu cũng được. Mà bây giờ quay nhà cháu không có ở nhà thì cũng rất là khó. Nên là thời gian vừa rồi đấy thì em nói thật với anh cũng muốn lên chia sẻ lắm. Nhưng em đã chia sẻ hoàn cảnh lên thì bây giờ kêu gọi cái tiền hỗ trợ để giúp cháu làm mua được cái thổ đất làm nhà đấy thì cũng đang rất là hết sức là khó khăn.
Đấy, mặc dù hoàn cảnh của cháu thì cũng rất là đáng thương. Thế là cháu ấy xuống chỗ anh để vay tiền để đi đi làm à? Vâng, Tức mà là là đi lấy làm tiền thuê. xe đi lại đấy, với lại tiền ăn đi lại. Đúng rồi. Còn cái chỗ đất mà làm nhà ấy thì anh cũng cố gắng giúp cháu nó để tìm kiếm, nhưng mà cái đấy có hai chỗ đấy, đường đi đi sang đất chung, tức là đi đường biên ấy. Thì là bây giờ là nhà nước lại quy hoạch là làm rộng đường ra đấy, chủ nhà nhất trí rồi, nhưng mà chỗ đấy là hàng trăm triệu, mấy trăm triệu cơ đấy, cũng không phải là ít tiền, cho nên là cũng khó. Rồi là chủ nhà nhất trí rồi, nhất trí bán cho, nhưng mà với điều kiện là thông qua huyện thì huyện bảo là đường đấy là bây giờ lại cần mở rộng ra nữa thì lại không làm được nhà, Làm đường hai chiều ấy chú ạ, làm đường hai nó chiều mà làm đường ra ra mốc để làm cái đấy. cửa khẩu tiểu ngạch mốc 10, là Đấy, cửa khẩu mốc 10 vào là sẽ đường đi là cửa đường hai chiều. khẩu, cho nên là những nhà mà người ta đã dựng nhà rồi mấy nữa còn phải bỏ ra đấy, Vâng đúng rồi. còn phải tháo ra đấy, cho nên là cái chỗ đấy thì nếu mà là mở rộng đường nữa thì không không làm được cái nhà, Vâng. một cái nhà bé bé không làm được thì thôi, bây giờ cũng khó lắm. Bây giờ có khi là chỉ có cái chỗ mà người ta bán rẻ gần gần xã đây thôi Vâng. đấy, gần gần xã đây thì còn có thể được, còn ở trên đấy thì không có, đi hỏi hết rồi. Vâng. Vâng. Tức là những cái đường ở trên đó là anh đã trực tiếp đi hỏi là nó nằm trong quy hoạch, vì em cũng hỏi rồi. Đấy, nó nằm trong kế Vâng. hoạch của nhà nước thì mấy nữa lại còn không làm bìa đỏ được nữa cơ. Vâng, không làm được Đấy, bìa đỏ đấy. cho nên là không làm được bìa đỏ thì người ta cho mình Nếu bây khác giờ nó mình làm cho mua không đất làm gì đâu. mà không có cái quyền sử dụng đất, chuyển chuyển giao chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất thì mình mua cũng không có tác dụng gì cả, Đúng rồi. vì nó đã nằm trong quy hoạch của nhà nước. Em nói với anh là có mua để đấy thì mai này người ta cũng giải tỏa đi, người ta không có đền bù cho mình đâu, Đấy. rất là khó luôn. Nên nó bảo thôi, chắc là cũng phải quanh quanh xã này cái chỗ nào nó rẻ rẻ thôi. Vâng. Đấy thì anh cũng biết là một chỗ người ta cũng định bán, cũng ở bán, cũng đồng ý bán, nhưng mà nó cho lấy kèm cả cái một mảnh vườn rừng nữa, ở gần đấy nữa. Cả một mảnh vườn rừng luôn. Vâng, cả một mảnh vườn rừng nó cũng cho luôn, thì Vâng. là 40 triệu. 40 triệu. Vâng. Cả một mảnh vườn rừng Cả luôn. một mảnh vườn rừng đấy để cho mình trồng Nó rau ở củ gần quả xã không anh? đấy, ở bên dưới này, Bên bên dưới dưới. xã. Vâng. Thì chỗ đấy thì cũng học sinh cũng đi lại, Vâng. đường đấy học sinh cũng đi lại, thì chỗ đấy nếu mà tạo điều kiện Trên được cái giúp mặt đỡ đường được cho thông cháu ấy. sang xã Chiến Phố đấy ha. Đúng rồi, À, cái đường lớn thông qua xã Chiến Phố. mà anh em mà thương xót cháu tạo điều kiện được giúp đỡ cho cháu thì ở chỗ đấy cũng được, cái đấy cũng có thể là bán những hàng hàng lặt vặt cho học sinh cũng được Vâng. đấy, khá như thế. Còn ngoài ra thì cũng anh cũng hỏi hết rồi, không có chỗ nào đâu. Chỗ bên dưới này thì lại là sạt lở, nhưng ủy Không ban nó không cho cho phép, làm là. không cho làm đâu. Nhưng mà những chỗ ở gần đây thì chắc đắt tiền lắm. Vâng, với lại ở ủy ban này là nói đến tiền trăm, anh không có tiền chục đâu. Vâng. Khó Đã lắm. ở gần sát ủy ban trung tâm xã thì nó phải rơi vào tiền 100 triệu, 200-300 triệu một thổ. Thì nói thật ra lợn rất là khó để kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người. Đây, cái bé này cũng đang đi học đây. Còn đối với lại cháu Thành Xuân thì có lẽ là cái tuổi của cháu năm nay đã 15 rồi. Mà cháu mới học hết lớp 7 thôi, nếu mà cái hồ sơ chắc là nhà trường vẫn vẫn lưu nhỉ, anh nhỉ. Nhà trường vẫn lưu hồ sơ, nhưng Nhưng mà mà bây bây giờ giờ đi nó học mà không đúng tuổi thì cũng khó lắm, không biết nhảy vào lớp nào. vâng. Cho Bây nên giờ là bây giờ mà cho thầy cô giáo mà làm lại hồ sơ cho nó mệt lắm, thầy cô giáo vâng. không ai chịu làm đâu. Tức là bây Bây giờ giờ chỉ có đi làm đi học, nếu mà cho tạo điều kiện được cho cháu đi học thêm ấy thì là học bổ túc thôi. bổ túc văn hóa Bổ túc văn hóa hay ở là huyện cơ. phổ thông cơ sở, Vâng. là cái đấy là phải xuống huyện học đấy nhỉ. Đấy, phải xuống huyện học chứ ở Vâng. đây không có cái lớp đấy, mà bây giờ quá tuổi lại đi ngồi với cái lớp trẻ hơn thì nó không đúng. À, đúng rồi. Cháu Thành Bây Xuân giờ thì nó có đã quy nghỉ định học được ấy. 3 năm, năm nay năm thứ 3 rồi. Đúng Nó rất là vất vả. Về vấn đề để có thể cho cháu tiếp tục cuộc hành trình của mình đến trường. Học nốt cấp 2, lớp 9 thì có lẽ là chắc là chỉ có đi bổ túc văn hóa thôi. Thôi bây giờ em cũng lên đến đây rồi thì cái phần đất kia bây giờ cũng nằm trong quy hoạch, không có thể mình mua được, không có cái bìa đỏ là em không đồng ý đâu. Em muốn làm chỗ nào để cho cháu chắc chắn về lâu dài đó, thì như anh bảo là dưới này có cái phần đất rừng đấy thì mình có làm nhà được không anh? Có chỗ đấy làm nhà được mà, Làm làm nhà cái được, bé bé thôi. làm cái nhà bé bé Ừ, làm cái nhà bé bé được, thì nó một mình thì chắc cũng một chỉ mình làm thì nhà nhỏ cần cái nhỏ. bé bé chắc chắn
Rồi chỉ làm cấp 4 thôi. Vâng. Là được rồi. Là ổn rồi. Thế thì lên đến đây rồi cũng muốn là anh dẫn em đến hẳn chỗ cái khu vực đất đấy để em có thể nắm bắt được, cho mọi người có thể biết được. Vâng. Vâng. Thế thì anh em mình đi xem tí. Dạ vâng, Thì tối ok. mất rồi. Dạ. Bây giờ Tuấn sẽ cùng với lại anh Phong đi xuống phần đất ở dưới dưới khu vực dưới này để xem lại phần đất để hỗ trợ cho cháu Thành Xuân có được cái thổ đất Hạ Sơn xuống núi về giáp với lại khu vực trung tâm xã cho cái cuộc sống của cháu mai này bớt khổ. Đây là đường nối liền giữa các xã, đường này là đường đi sang xã Chiến Phố, xã Bản Máy các bạn ơi. Và như các bạn có thể nhìn thấy trước mặt này, kia là cái khu đồi thông hôm nọ Tuấn cũng đã review nhà cháu Thành Xuân thì nằm ở tít dưới đồi thông dưới đó, một mình biệt lập đó. Lên phía trên này thì mới có lác đác một hai cái nhà phía trên này thôi để bám ruộng ở đây. Và ngay trước mặt chúng ta đây các bạn có thể nhìn thấy đây là những cây mận máu anh nhỉ, Đúng là cây rồi, mận đây là cái máu mật nó. người dân trồng ấy nhỉ. Đúng rồi. Như anh giới thiệu vẫn là cái phần đất này hôm nọ anh hỏi đấy đúng không, Vâng, thế là từ cái đầu ruộng này sang bên kia. từ đầu ruộng này Vâng. hất sang phía phía bên kia Vâng. và cả cái mâm rừng này à anh. Vâng, cả cả cái mâm rừng này luôn. Thế là... Ở chỗ này thì có thể làm nhà được nhưng mà nó hơi dốc Vâng, cái này phải trồng, phải phải á. làm đổ cột lên. Tức là chỗ Thế này là... mình có thể giá trị của mảnh đất ở đây thì nó không thực sự là quá đắt. Đây cũng có một cái đường đi xuống, đây là đường tắt của người dân đi xuống dưới đi đúng không? Vâng. Cái mỏm đất này thì nó cũng không lắm, không không hẳn là đắt lắm nhưng mà làm nhà thì mình lại phải là đổ trụ à. Đúng rồi, chỗ này Ở phải đổ đây thì trụ. cũng gần nhà dân nhỉ, cách chỗ trạm xá có 200 mét thôi. Vâng. Đấy, tức là cả cái mâm đồi này hết luôn. Cả cái mâm đồi này luôn à anh. Vâng, cả cái mâm đồi này là chủ nó đòi Dưới 40 này triệu. toàn rừng các bạn ạ. Toàn là cây rừng. Tức là đất là từ đâu đến đâu? Từ cái đầu ruộng này. Từ đầu ruộng này về đến đây, đến hết cái Tức là từ cái mâm ruộng này, từ đầu này, hất theo cái rừng này, sang đến bên đấy á. đang đến khe. Sang đến khe đấy. Vâng. Quay về trở lại đây. À. Đến dưới này thì lên Vâng. là chủ nó đòi 40 triệu. 40 triệu thôi. Vâng. Là nó cho cả cái cây này luôn. Cả cây này luôn. Vâng. Cái cây này tận dụng làm nhà được đấy nhỉ. Cái này còn bé thôi, cái Cây này còn này bé thôi. làm quỳ thôi, cũng làm nhà được. Toàn là cây đạo các bạn ơi. Toàn là gỗ đạo. Cái Cây cáng cáng lồ đấy. lồ. Toàn cây gỗ cáng lồ thôi. Đây là cây cây Cái sồi. sồi. Gió to quá, cái ngọn cây cáng lồ này mới bị gãy hay sao này. Đấy, mới bị gãy hôm qua. Vâng. Ở đây thì cũng gần nhà dân thôi nhỉ. Đây, nhà dân ở ngay Ngay đây đây. đây cũng có nhà rồi. Đó, ở đây thì cũng gần nhìn ngay nhà dân các bạn ơi. Có lẽ là phần đất ở trên kia thì nó đẹp, gần chợ nhưng mà nó đã quy hoạch thì mình không Không làm được việc không đó. làm được bìa thì thôi mình mua ở đây cũng được. Với cái giá trị mảnh đất này chỉ có 40 triệu mà được cả cái phần vượt rừng ở dưới này luôn à. Đó, từ cái khe lên luôn đó. À. Nếu mà làm nhà ở đây thì làm một cái nhà bé bé rộng khoảng 5 mét thôi. Đổ ba cái trụ lên. Đất ở đây thì các bạn biết rồi, toàn là đất đồi thôi. Và đây chủ yếu là rừng cây đó. Và được phần vườn rừng đổ theo cái rìa dưới này về. Từ đây sâu xuống dưới là được khoảng bao nhiêu mét anh? Chắc khoảng 20 mét, 30 mét đấy, 20 mét thôi. Khoảng 20 mét. Vâng. Tức là sâu xuống là được khoảng 20 mét. Tức là Vâng. vườn rừng này người ta bán tất cả luôn cho mình. Đất luôn. Bám cái mặt đường này luôn. Vâng, bám sang mặt đường. Dạ. Thế thì cũng 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 khá là ok. Tính từ ngoài mép đường này vào đến ở chỗ phần đất chính trong này thì có được có khoảng độ 4 mét thôi. Vâng, phải đổ trụ mà. Phải đổ trụ. Đổ trụ theo cái gốc cây cáng lồ này lên này. Đúng rồi. Đó. Phải đổ trụ lên Đây nó thì còn vướng vào cái cột điện này, không biết có ổn không. không cột điện này thì không có ảnh hưởng gì cả. Nó nằm ở trên cái có cột điện này thì mình lấy điện về nhà lại tốt quá. Tại vì nếu mà mình đổ trụ thì nó sẽ theo cái cây cáng lồ gãy kia về đến bên này. Đấy là đổ ba cái trụ lên. Xong sau đó là đổ cái mặt bằng như này làm cho cháu một cái nhà nhỏ để cháu gọi là ở thôi một mình thôi mà. rồi. Để bán một chút hàng cho học sinh đi học qua lại ở đây. Mắm muối mì chính.
với lại nó an toàn. Đúng, với lại an toàn, ốm đau bệnh tật thì có hàng xóm láng giềng người ta biết, đấy là cái điều mà mình mong muốn giúp đỡ cho cháu thôi. Còn ở đây kia thì có chết cũng không ai biết được đâu. Đúng rồi, em thấy ở đây thì cũng hợp lý thôi. Nước ở đây là thoải mái nhỉ, nước nó gần thoải mái ngay rồi. Cái khe suối lấy này. ở trong khe này ra là Vâng. khoảng Ở đây nước ăn thì không phải lo đúng không? Ở 100 đâu thì mét. ở nước ăn là cái quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Nước thì lại thoải mái rồi. Nước thoải mái. Và cái phần rừng này thì cũng có những cái cây sẵn có để chắn gió rồi. Mỗi tội là cái phần đất này hơi dốc các bạn ạ. Nếu mà có muốn làm nhà thì phải đổ trụ thật. Thì xung quanh này có thể làm rau được, có thể trồng Trồng rau được. trồng rau được nhé. Xung quanh này có thể trồng rau được. Tuấn Nung sẽ cho các bạn xem ở phía đằng sau phần thoải đất. Đó. Chủ yếu là một cái vực xuống và mình cũng phải đổ trụ lên thì mới làm được cái nhà nhỏ nhỏ ở đây. Phía sau này tất cả đều là rừng hết, còn phía bên này là người ta đã đào xuống để làm ruộng rồi. Đó, cả một cái thửa ruộng rất là to. Ruộng này có lẽ là của nhà trên này luôn này. Đúng rồi. Đến thời điểm này thì nói thật với anh là em chia sẻ cũng hoàn cảnh của cháu khá là lâu rồi. Cái quỹ em kêu gọi hỗ trợ được 17 triệu 500 rồi. Và có một chị tên là chị Duyên ở Thanh Hóa cũng sẽ hỗ trợ thêm 5 triệu nữa là được 22 triệu 500 thì còn thiếu đâu đấy. Nếu 40 triệu thì còn thiếu đâu đấy là khoảng gọi là 17, 18 triệu nữa, 17 triệu rưỡi nữa. Vâng, còn thiếu tầm đấy nữa là sẽ đủ để giúp đỡ cho cháu có được cái giải đất này. Cái đất này là chủ đất là có bìa 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 Có bị đỏ, bìa đỏ. lâm lâm bạ hết rồi đúng không? Vâng, có bị đỏ. Vâng, Vâng. tại vì là khi khi mà mình hỗ trợ cho cháu mua mảnh đất này, em muốn làm là phải đúng theo cái chính sách của nhà nước, không mời một cái Vâng. ông nào đấy về đại diện trưởng thôn xong ký tá ghi tay với nhau, không làm những cái trò đấy, Vâng. mà em muốn là nhờ địa chính nông nghiệp xã này, phòng tài nguyên huyện cắt tách bìa cho cháu Thành Xuân, vì năm nay cháu 15, sang năm 16 thì cháu đứng tên được. Cháu Đúng đứng rồi. tên được. Đó, là chuyển nhượng, chuyển giao cái quyền thừa kế, cái quyền là sử dụng đất ở đây cho cháu thì mới được. Tại vì không nó liên quan đến vấn đề lâu dài. Đúng rồi. Cái gì mình cũng phải làm theo đúng chế độ chính sách của nhà nước thôi. Không thể làm theo cái hình thức là viết tay như những năm 7, 8, 10 được. Em muốn làm cái gì nó phải rõ ràng. Dưới này chủ yếu là rừng đấy các bạn ạ, rừng gần như nguyên sinh luôn. Chỗ này nó gần khe suối nên là rừng cây nó còn rất là tùm luôn. Làm nhà đây được anh nhỉ, làm cái nhà Không nhỏ được nhỏ là mà, được. cái này làm một mình thì cần làm cái bé bé thôi mà. Vâng, mình làm cái bé bé thôi. Chỗ này thầy giáo Phong cũng đã liên hệ với người dân và chỗ này cũng khá là ok vì nó có vườn rừng sẵn này. Cái thứ hai nữa là đất bám mặt đường cách trạm xã và trường cấp 2 khoảng 200 m. Ở đây cũng là khu có người dân sinh sống, do vậy mà rất là thuận lợi trong cái vấn đề hỗ trợ cho cháu Thành Xuân hạ sơn xuống núi để giúp cháu làm một cái ngôi nhà nhỏ ở đây để cho cháu có một cái cuộc sống tốt hơn về tương lai lâu dài. Có gì khó khăn thì những cái nhà cô chú anh chị ở ngay đây có thể hỗ trợ cho cháu rất là nhiều. Đó, đó là cái điều mà Tuấn Lung cũng mong muốn và cũng được sự trợ duyên từ thầy giáo Phong. Cái này nếu mà khi em mà kêu gọi được các mạnh thường quân cô chú anh chị hỗ trợ đồng hành cùng thì mình sẽ làm việc với chủ đất để chuyển giao cái quyền sử dụng đất. Đúng rồi. Sau đó là em sẽ giúp đỡ cháu kêu gọi thêm để giúp cho cháu làm một cái ngôi nhà bé ở đây thôi. Đổ lấy hai ba cái trụ. Xong sau đó là đổ một cái sàn lên xong xây gạch lên làm một cái nhà nhỏ để cháu bán hàng ở thôi. Gọi là Đúng. ở một mình cháu ở thì bây giờ chưa vợ con gì cả. Còn không có bố, không có mẹ, còn tiền không có thì lấy vợ thì còn lâu dài lắm. Cái này tính sau, Cái cơ anh nhỉ? bản đấy là bây giờ là anh em có thể giúp được ấy thì là tốt quá, không thì cái chỗ đất thì nói chuyện rồi, gia đình nhất trí rồi, gia đình sẽ cắt bìa đỏ từ từ cái khe này đặt ngang sang cái này lên cho mà Vâng. đấy, thì là cứ đưa tiền là người ta làm bìa đỏ cho luôn Dạ, vâng, thế thì đấy. ok quá. Đấy, như Tuấn Nung chia sẻ với cô chú anh chị và tất cả mọi người
Bất kể đất đai ở đâu trên đất nước chúng ta đều có quyền sử dụng đất. Đó. Mình mua là mua cái quyền sử dụng đất để đứng tên hợp pháp và phải thông qua các cơ quan có thẩm quyền, địa chính nông nghiệp xã, phòng tài nguyên huyện để người ta đo đạc và người ta tách bìa sang tên cho cái chủ đất, cái người được thừa hưởng cái quyền sử dụng, chứ không thể chỉ sử dụng một hai ông, thuê một hai ông say rượu về thay mặt trưởng thôn ký tên vào cái quyền mua bán đất là không có ý nghĩa gì cả. Nó không hợp pháp. Đấy chỉ là cái chiêu trò thôi. Nên là Tuấn Hùng đi giúp đỡ các hoàn cảnh gần như là 2 năm nay, 3 năm nay Tuấn không bao giờ dám kêu gọi để mua đất. Thực sự với các bạn như thế vì vì cái này nó là cái thủ tục liên quan đến nhà nước. Và khi Tuấn Hùng làm xong thì các cô chú anh chị mạnh thường quân ở trên kênh của Tuấn Hùng có thể đến tận nơi để xem được cái bìa đỏ đấy được 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 cấp quyền, được sang tên từ chủ đất nào sang chủ đất nào, thời điểm thời gian có ghi ở trong cái ghi chú của bìa đỏ đó. Nên là đây là một cái mà Tuấn Hùng đã chia sẻ gần như 2 năm nay, cái vấn đề mua bán đất toàn là đất của cha mẹ để cho, nhưng mà toàn là lợi dụng là mua đất của bố về cho thằng con, nhưng thực tế là cái tiền đó là cái tiền mà người ta sẽ làm việc khác, thực tế là như vậy. Nên Tuấn rất ngại trong cái vấn đề giúp đỡ hoàn cảnh mua bán đất là vì như thế. Vì ví dụ như là làm đất của bố mẹ để cho, nhưng mà thế ta biết thế rồi thì giả vờ mua bán rồi giúp hoàn cảnh làm nhà thôi. Còn sau đó là cái tiền đó thì chính chủ kênh bắt đầu lại dùng cái tiền đó vào cái việc khác, cái từ thiện trong vấn đề khác thì nó không hay lắm. Nên Tuấn rất là hạn chế trong cái vấn đề này. Chỉ mong quý vị hiểu và thông cảm cái vấn đề Tuấn Hùng nói. Còn đối với hoàn cảnh của cháu Thành Xuân thì Tuấn Hùng chia sẻ với lại mọi người là thầy giáo cũng đã liên hệ cùng với người dân là cái phần đất ở đây có thể làm được một ngôi nhà nhỏ, và đất ở đây sẽ được tách bìa nếu khi mình mua bán và dành cho cháu Thành Xuân cái phần đất này. Đó, và hiện tại Tuấn Hùng đang kêu gọi gây quỹ thì đã được 17 triệu 500, cùng chị Duyên hỗ trợ nữa là được 22 triệu 500, thì còn thiếu 17 triệu 500 nữa thì sẽ mua cho cháu cái mảnh đất này và sẽ húc tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho cháu Thành Xuân, là có thêm được các mạnh thường quân hỗ trợ yêu thương cháu, giúp cháu làm một cái ngôi nhà nhỏ dựng lên ba bốn cái chân cột, xong sau đó là đổ một cái sàn ra làm một cái nhà xây bám mặt đường này để cháu bán được hàng hóa đó. Và cái thứ hai nữa là ở giáp với lại bà con nhân dân như thế này thì cuộc sống của cháu về lâu về dài không phải lo đến cái vấn đề ốm đau bệnh tật mà không ai biết đến. Đó là cái mục tiêu trước mắt mình giúp đỡ cho một hoàn cảnh mà một cháu mồ côi không còn cha không còn mẹ, người chị gái cũng đã qua đời. Hiện tại ngôi nhà của cháu cũng ọp ẹp hoang tàn lắm rồi. Đó. Và cái này nếu mà được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân yêu thương, tin tưởng thì Tuấn cũng muốn triển khai làm nhà luôn trước cái thời điểm mùa mưa năm nay đến. Tuấn Hùng muốn là nếu mà được sự giúp đỡ từ mạnh thường quân, cô chú anh chị, Tuấn sẽ giúp đỡ cho cháu làm một cái ngôi nhà nhỏ luôn ở đây. Vì cái đường này thì rất là thuận tiện trong cái vấn đề chở vật liệu lên đây. Không giống như nhà của bé Thành mồ côi năm trước làm. Nói thật với các bạn, nó nằm, nếu mà sạt lở, nó ở cái tuyến xã, nó không phải là cái tuyến liên tỉnh. Nên là gần như là xe ô tô sẽ không đi được vì đường đất nó lầy lội. Đó, nó rất là khó vận chuyển, khiến cho cái công việc của Tuấn Hùng giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Thành năm trước là gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, nhất là cái bộ cửa mãi sau này mới đường thông rồi Tuấn nhờ xe thuê xe chở lên mà phải mấy đỏ mới lên được cái dốc đó, đó cũng là một cái khó khăn. Đó, khi các bạn đến tận nơi các bạn trải nghiệm được cái cuộc sống ở vùng cao thì các bạn sẽ hiểu được. Còn hôm nay lên đến đây thì cũng gặp được thầy giáo Phong trao đổi thì thầy cũng vẫn tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho cháu Thành Xuân cùng Tuấn Đùng là lựa chọn cái phần đất ở đây, nó rẻ, nó chỉ khoảng 40 triệu đồng được cả một cái vườn rừng, và ở đây thì có thể trồng thêm vườn rau này, là một cái nhà nhỏ nó khoảng độ 5-7 mét thôi để cho cháu có được cái cuộc sống tốt hơn. Đấy là cái điều mà Tuấn Đùng cũng đang mong muốn mong cầu. Chỗ này nếu mà em kêu gọi được mà cứ đủ chi phí thì em sẽ cùng anh làm việc với chủ đất, xong sau đó là sẽ tiến hành, em sẽ tiếp tục chia sẻ để có được sự giúp đỡ mọi người giúp cho cháu làm một cái nhà nhỏ. Vâng.
Đầu bên kia có thể có chuồng làm chuồng gà. Vâng, chỗ này thì thoải mái, làm chuồng gà, chuồng lợn, nuôi gà thoải mái luôn. Không có gì, tại vì là nước ở đây là sẵn có, hai nữa là nó nằm ở trên một cái lưu vực có cái rừng này, và mình có thể là đưa cái ống ống làm những cái bể chứa phân đấy, khi mà mình chăn nuôi lợn gà ở trên này nó sẽ không ảnh hưởng gì đến đến cái môi trường với lại đến cái cảnh quan xung quanh, cũng rất là tốt cho cháu. Nhưng mà quan trọng nhất là cháu bán hàng cho học sinh đi lại ở cái đường này rất là lớn luôn. Đúng rồi. Ở dưới này còn hai ba thôn nữa. Ở đây thì cũng có nhà của bà con nhân dân ngay đây rồi. Đây cũng là những cái điểm mà có lợi đối với lại cái nhà của cháu Thành Xuân nếu mà được mua đất ở chỗ này. Đó, thì Tuấn Hùng chia sẻ hôm nay lên đây chỉ chia sẻ với quý vị khán giả như vậy thôi. Và gặp thầy giáo Phong để trao đổi trực tiếp cái công việc hôm nay. Thôi chỉ cần thế thôi anh ạ. Em chỉ cần nắm được như thế để em chia sẻ đến cô chú anh chị thôi. Vâng. Cũng cảm ơn anh rất là nhiều hôm nay lên đây. Em bây giờ cũng xin kết thúc video và di chuyển đi về thôi. Vâng. Tuấn Hùng hôm nay đến để chia sẻ cho các bạn biết được về cái phần đất sẽ tới này sẽ hỗ trợ cho cháu Thành Xuân. Đó, để có được cái phần đất này và làm cho cháu một ngôi nhà nhỏ ở đây. Xong sau đó là giúp đỡ cháu có thể buôn bán kinh doanh những cái mặt hàng nhỏ cho bà con nhân dân cũng như là cho học sinh ở đây. Tuấn Hùng cũng một lần nữa xin cảm ơn các mạnh thường quân đã cùng Tuấn Hùng đồng hành hỗ trợ cho cháu Thành Xuân. Đặc biệt là cảm ơn đến chị Duyên ở Thanh Hóa cũng sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho cháu. Và Tuấn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Bây giờ trời cũng đã về chiều rồi, Tuấn Hùng xin được kết thúc video và di chuyển đi về. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Và Tuấn cũng đi về thôi.